Rồi, okay, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là ba cái con điện thoại của Samsung, nó rất là cổ rồi nha các bác. Thì bây giờ Samsung đã ra S23 rồi. Thì em nghĩ là rất ít người mà còn biết đến những con điện thoại mà nó quá cổ như này. Thì con này nó có cái mã là SGH A300 nha các bác. Đấy, nó rất là cổ rồi. Và màn hình của nó chỉ là màn hình đơn sắc thôi, không có màn hình màu luôn. Và cái con này này, cái màn hình của nó ấy, nó khá là khó nhìn đây các bác thấy không? Đấy, nó vẫn nhận sóng bình thường đây, nhưng mà khá là khó nhìn đấy các bác. Đấy, thì nó vẫn có đèn nền đấy, nhưng mà nó qua clip qua cái camera các bác có thể không nhìn thấy. Thì cái con này vẫn dùng, ba con này đều vẫn dùng được bình thường nhé các bác. Đặc biệt là con này này, con này thì em đã đánh bóng cái vỏ của nó. Hồi xưa vỏ nó xấu xấu, nó nhám nhám xấu xấu như này này. Đấy, nhám nhám xấu xấu như này này. Thì em đã đánh bóng nó rồi. Đấy, thì nó có vẻ trông đẹp hơn. Đấy, thì nó sẽ không còn nguyên bản nữa các bác nhé. Có nghĩa là cái vỏ của nó sẽ không còn zin nữa. Tại vì em đã chà nhám nó, xong rồi đánh bóng nó tùm lum hết rồi. Nhưng mà vỏ này và main của nó ấy, và nói chung là tất cả các thứ của cái con này nó đều còn zin nhé. Đấy, cho nên là bác nào mà thích sưu tầm hoặc là thích những cái loại đồ cổ như này thì dùng khá là ngon nhé. Thì em sẽ show cho các bác là cái con mà đang dùng được này. Đây, trước tiên là cái cạnh bên này, này các bác thấy không? Nó cũng còn khá là đẹp nha các bác. Đấy, đẹp phết. Đây, cạnh dưới này. Đấy, rất là đẹp luôn ý nhá. Đấy, đây là cạnh phải này. Đó, cũng rất là đẹp. À, đây là cạnh trên này. Cạnh trên thì bị mất cái nắp này rồi. Mất cái nắp. Và ở chỗ cái anten này hơi nứt một tí này. Cái anten này xoáy ra được nha các bác. Đấy. Đấy, còn đây là mặt trước này. Đây, mặt trước này các bác thấy này. Nó có cả màn hình đằng trước nhé. Màn hình đơn sắc thôi. Đấy, còn khá là đẹp. Đèn này. Đèn báo có sao có đèn báo ở nó nha. À, nó có báo nhưng mà các bác nhìn nó hơi hơi. Đấy, nó chớp chớp phát đấy. Có vẻ các bác nhìn nó hơi hơi bị khó nhìn đấy. Đấy, nó khó chớp đấy nhá. Đó, thì nói chung ngoại hình con này là em thấy là phải nói là đẹp luôn đấy các bác. Tại vì em đã những cái xấu xấu em đã đánh bóng nó hết rồi. Và đây là bên trong này. Thì ở bên trong đây, cái bàn phím của con này cũng còn khá là đẹp nhé. Nó bị chóc cái sơn thôi nhưng mà cũng còn khá là đẹp. Đấy, các phím bấm ấn bình thường hết nhé. Đấy, bình thường hết nha các bác. Đấy, không không có bị liệt đâu. Đấy, và cái màn hình đây. Cái màn hình thì đây các bác có thể đấy, màn hình đơn sắc thôi. Đó, và cũng không còn đẹp mấy nữa, nó cũng bị lão hóa theo thời gian rồi. Thì cái màn hình vẫn còn nhìn được cho bình thường nhé. Đó, đó thì hai con này nữa, hai con này thì nó cũng xấu hơn chút, và hai con này em chưa, gần như chưa làm gì đó, nó vẫn còn dùng được nha các bác. Đây này, con này vẫn lên này, đó con này của FPT rồi này, đó vẫn lên bình thường nhé. Đấy, chưa có sim thì nó không cho vào trong. Đấy, em sẽ lắp cái hai ba con này nó chỉ có hai cục pin thôi nhé các bác. Đấy, hai cục pin. Đấy. Bên lỏng à. Đấy, vẫn lên bình thường nhé các bác. Con này thì hơi khó nhìn đấy. Nói chung là ba con này nhé, thì main nó có đều sống hết nhé, đều dùng được hết nhé. Bác nào con này như là cái bàn phím hơi liệt một tí ấy. Không, như không liệt đâu, hơi nặng thôi. Đó. Đấy, có nghĩa là các bác nào về mà ví dụ như con nào hỏng các bác để xào nấu qua được, ba con này đều dùng được hết. Tuy nhiên nó chỉ có hai cục pin thôi. Thì cục pin nó đây này, cục pin này hình như là em tra trên mạng ấy, là nó vẫn có người vẫn có cái gian hàng mà bán nha các bác. Đấy, thì các bác nào muốn mà pin nó ngon ấy thì là mua ở trên mạng cũng có nhé. Chứ còn hai cục pin này thì là hai cục pin này là hai cục pin mà nó đã khá là yếu rồi, phải nói là nó chỉ còn khoảng tầm 50% thôi, em nghĩ là thế. Nói chung nó cũng khá yếu rồi. Tuy nhiên nếu hai cục có đổi nhau sạc đầy cũng đổi nhau cũng được các bạn. Và cái này này nó có cục sạc đầu hàng nhé. Đây, cục sạc đầu hàng đây này. Đấy, thì cái cục sạc này hồi xưa nó có cái dây ở đây này, nó dài ra nhưng mà nó bị hỏng rồi, cho nên em chế thành cái cục sạc micro USB này. Đấy, thì cái cổng này em sẽ tặng kèm với cái cọng sạc này nhé. Em tặng kèm với cọng cọng sạc này nhé. Đấy, thì cắm vào đây. Đấy, còn cái này cắm vào đây.
Đấy, sạc bình thường nha các bác. Đây này, các nhìn thấy cái biểu tượng pin nó chạy chạy không? Chỗ này này. Đấy, có pin chạy chạy bình thường nhá. Nhìn nó hơi khó nhỉ. Đấy. Đấy, có pin chạy chạy được một đàng hoàng nhá. Đấy, lên pin bình thường nha các bác. Đấy thì các bác mua về không sợ là không có cục sạc nhé, vẫn sạc được bình thường. Đấy, em sẽ tặng kèm của cục sạc luôn, à có cái dây sạc luôn. Đấy, có nghĩa là cái này vẫn dùng bình thường nha. Đây, các bác để lấy này, em nghe gọi bình thường này. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Đấy, ok, nói chung là nghe gọi bình thường nha các bác cứ yên tâm. Đấy, và em sẽ tháo hẳn cái lớp lưng này ra. Đấy, thì các bác cũng thấy đấy, cái máy này nó dùng cái sim loại to như hồi xưa ấy, cho nên nếu giờ các bác nào mà dùng cái sim nano bây giờ là các bác phải mua cái áo sim to to này, xong các bác gắn keo lại nhé, hay không thì không dùng được đâu. cũng khá là rắc rối đấy. Và pin cái thứ thì vẫn còn dùng khá là ngon nhé. Nếu bác nào mà biết độ chế thì các bác có thể độ chế cái cục pin trong này, kiếm một cục khác ấy, các bác tháo này ra các bác độ vào vẫn ok, vẫn bình thường nha, tại vì cái thanh pin này nó khá là to, độ chế khá là dễ nhé. Đấy. Còn tất cả những cái đều zin hết nha các bác, đều đều ngon, đều là linh kiện ngon hết đấy, cũng như là cái máy này đều là ngon hết đấy, nó chỉ cũ theo thời gian thôi, và cái vỏ thì nó sẽ đương nhiên sẽ cũ thôi, và em đang phải mài lại hết, nhưng mà đương nhiên con này khá là đẹp này các bác. Đấy, dùng hay phết. Đấy. Đấy. À, rút con này ra mà nghe gọi khá là ngầu nhỉ. Phải gọi là bao ngầu luôn đấy. Ai cũng phải trầm trồ luôn đấy. Đó. Ok các bác, đấy thì các bác nào mua thì liên lạc với số điện thoại ở trên góc phải màn hình nhé. Em có để số điện thoại của em ở đấy. Các bác nhắn tin Zalo số đấy nhé. Đó, 300 nghìn thôi. Con này thì mua về để trưng bày hoặc để nghe gọi vẫn ok nha các bác. Rồi ok, chào các bác.